Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến là quy hoạch sử dụng không gian ngầm. Theo đó, dự thảo quy định người sử dụng đất chỉ được sử dụng không gian ngầm trong giới hạn là 15 mét tính từ mặt đất. Ngoài giới hạn độ sâu này, người sử dụng đất vẫn được sử dụng nếu phù hợp với quy hoạch nhưng phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải trả tiền theo quy định của chính phủ. Nhiều ý kiến thì bày tỏ lo ngại quy định này có thể dẫn đến cơ chế xin cho gây khó khăn khi luật có hiệu lực. Nhấn mạnh việc luật thủ đô sửa đổi lần này xác định phạm vi sử dụng không gian ngầm là rất cần thiết, vì pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể, gây khó khăn cho việc khai thác không gian ngầm. Tuy nhiên, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chưa đồng tình với đề xuất quy định người dân có quyền sử dụng không gian ngầm tới độ sâu 15 mét, bởi quy định mức cụ thể có thể gây khó khăn trong quá trình thực thi sau này và chưa phù hợp với thực tiễn. Nếu ghi ngay vào trong luật thì có mặt tích cực là rõ ràng về quy định, nhưng mặt hạn chế là nếu quy định đó không phù hợp với thực tiễn thì phải tiến hành sửa luật. Tôi nói ví dụ như là ở những cái khu vực mà chúng ta cần phải xác định là có những cái công trình ngầm ở dưới về giao thông thì ta giới hạn 15 mét là phù hợp. Nhưng có những khu vực không cần giới hạn như vậy, và nếu phù hợp cho cái việc sử dụng của người dân ở độ sâu hơn thì chính phủ quy định cái đó là nó phù hợp. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế để quy định giới hạn độ sâu cần xin phép cho phù hợp với thực tế. Tại sao lại không 20 mét? Tại sao không lại 30 mét? Mỗi công năng của từng công trình ngầm khác nhau thì yêu cầu độ sâu khác nhau. Thứ hai là mỗi địa bàn ngay trong thành phố Hà Nội thì mỗi quận huyện, thậm chí mỗi phường xã thì địa chất khác nhau, chứ không nơi nào giống nơi nào. Thì tôi ai cái này nó không khả thi. Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lo ngại việc quy định giới hạn không gian ngầm được sử dụng là 15 mét và quá 15 mét, người sử dụng đất phải xin phép, sẽ có thể gây phát sinh giấy phép con, tiêu cực xin cho. Trường hợp mà quá 15 mét thì phải phù hợp quy hoạch, phải xin phép, tôi nói lại để ra giấy phép con, lại xin đi cho. Không biết thế nào mà dừng ở chỗ này, lại tạo ra cơ chế tiêu cực ở đây, xin cho. Còn luật này nói do là không gian ngầm là phải có giới hạn, của thủ đô là phải có giới hạn, trong khi chưa có pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực này, đúng không? Thì tôi quy định trong luật này, không gian ngầm là có giới hạn, thế đấy là luật rồi. Còn giới hạn cụ thể là luật giao cho chính phủ quy định. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, việc đề xuất độ sâu 15 mét nhằm đảm bảo quyền công dân và cũng dựa trên việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Người dân, tổ chức và cá nhân muốn xây dựng một công trình nào đó, kể cả là không có đào xuống ngầm, vẫn phải xin phép xây dựng. Cho nên là xuống 15 mét cũng phải xin giấy phép, xuống đến 100 mét vẫn phải xin giấy phép. Cái này cũng đã tham khảo quốc tế. Cái phương án mà đồng chí chủ tịch nêu lên tôi thấy cả cũng được. Không hạn chế quyền con người, quyền công dân, nhưng mà cụ thể thế nào thì giao, hoặc giao chính phủ hoặc giao cho thành phố. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp thu chỉnh lý theo hướng luật quy định có giới hạn và giao cho chính phủ quy định chi tiết.